ABC phanh sẽ phạt. Tôi phanh thẳng lái lên này em. Trước khi dừng em phải nhìn anh, cái vô lăng như thế này. Anh phải nhớ để thì thẳng lái. Về số 1. Ép đúng lên số. Đi. Không được bỏ xi nhan rồi. Rồi bật xi nhan. Bắt đầu. Rồi bỏ phanh nhà côn từ từ đi. Bỏ chân phanh sang chân ga đi em, sao cứ để chân phanh. Đúng không, người ta xi nhan. Tắt thì gạt ngược. Mình ngứa gạt xuôi rồi mà. Bài thi tiếp theo. Bài thi dừng xe nhường đường cho sang người đi bộ. Sang gần đến vạch vàng. Không được ga em ơi. Ga để làm cái bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Đến vành vàng em đạp hết chân côn xuống, chân này để lên chân phanh, đạp hết côn, cứ để cho nó trôi, mắt nhìn lên gương cầu, bắt đầu chạm vạch trắng thì em phanh, rồi bỏ chân phanh ra, bỏ chân phanh, bỏ sang chân ga. Nhà côn đi đi. Từ đi em, nhà côn từ từ. Đi đây. Bắt đầu đi các em đều phải bỏ chân phanh ra. Chứ trên phanh mình cứ để đến vô tình mình dẫm vào thì em nhả côn nó chết máy nghe chưa? Thế đến đây em lại nhấc lên trên phanh em để sẵn vì côn nó rất khỏe em không cần phải ga. Đoạn này là cứ để từ từ bò lên. Cứ khao bò lên đến lên vành vàng em lại nhìn lên gương cầu, bắt đầu sốc thanh cản gần vạch trắng, đạp côn phanh. Nhà côn thật từ từ, bây giờ thấy xe giật giật tung dung thì em giữ chân côn lại, bỏ chân phanh ra. Rồi, bỏ chân phanh nhá. Sang chân ga luôn. Ga đi. Sang chân không cần ga. Sợ quá giờ. Bỏ hẳn không. Bài thi tiếp theo. 15 giây. Bài thi qua vệt bánh xe. Chỗ này là bao nhiêu giây thì nhỉ? 20 giây. 30 giây. Dưới 30 giây. Vâng. Nó có đồng hồ. Rồi. Bài ở đây hết. Vâng. Bài đề 3 là dưới 30 giây. Rồi, qua ngã tư dưới 20 giây. Và rồi. Xuất phát dưới 20 giây. Rồi. Từ lúc có lệnh bắt đầu dưới 20 giây anh phải đi được. Vâng. Quá 20 giây trừ 5 điểm. Quá 30 giây cũng tước quyền thi. Cái chỗ lùi chuồng là 2 phút thì nhỉ? Lùi vào chuồng từ vạch vàng vào, ra khỏi vạch vàng dưới 2 phút. Dưới 2 phút. Nhớ là lên đầu tiên 4 thì ngay từ đầu đường ta phải điều chỉnh bên phải cho nó sát phía bên phải. Đúng rồi. Và quan sát lên gương cầu. Đấy, em quan sát lên gương cầu làm sao cái sườn xe bên phải cách vạch trắng 20 phân, dọc đường đều phải cách 20 phân. Em nhìn nó cứ phải đều đều ra độ khoảng 20 phân, 25 phân. Đây ạ. Đấy. Yêu cầu hai bánh bên phụ đi lọt vào trong vệt bánh xe. Đè lên vạch mỗi bánh trừ 5 điểm, đi ra ngoài tước quyền thi. Đi ra ngoài cái ống đinh là loại luôn. Thế đấy, đầu xe vào chớm vào đường khoảng 1 mét thì bắt đầu em quấn đều. Đây tôi đều có những cái vạch đánh dấu. Tức là ngang với người thẳng cái kia đúng không thầy? Rồi, quấn đều, đều tay. Người cứ ngang. Thôi đừng ga, đừng ga, đừng ga. Kia kìa, dừng dừng. Chân nó đang là nó vẫn thành quét. Mình tay đánh lái là chân hay ga theo. Nó giả đây quấn đây rồi. Rồi quấn hết sạch luôn em. Nhanh tay. Cứ đi đi em, cứ đi đi. Cứ đi đi. Trả lái dần đều lại hai vòng. Bài thi tiếp theo, bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Vấn đề. Đấy, ngay đây ta đã nhìn lên, ta biết đang đèn đỏ rồi, thì ta không ra, nghe được. Dừng bên ngoài vạch vàng. Trả lá dân, trả dân, trả dân. Đào côn phanh ạ. Bỏ phanh ra, nhả côn từ từ đi. Ga đều. Ga đều lên. Ga đều lên. Ga đều lên. Ga đều. Đều ga lên. Cứ đều lên. Cứ đều lên. Qua ngã tư cứ đều. Không cần ga to lắm. Đều 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 đều. Bài thi tiếp theo. Bài thi đường vòng quanh co.
mũi đường có mũi tên, lại giảm ga dần, không vội lên đầu xe và giữa phần đường của mình đã bắt đầu mới cuốn lá rồi, cuốn đều để làm sao cái đầu xe bên trái của em nó gần ra ngoài vạch đấy, chia đôi làn đường ấy thì là ta cuốn vào nó dễ. Tức là mở cua để mở cua để vào đây đúng không? Mục tiêu chính là mở cua để vào đường bên co. Khi ta mở được cua, đầu xe chớm đến đường để ta cần rẽ thì bắt đầu ta cuốn đều lại. Bài 6 trước mặt là bài 6 đường vòng quanh co. Đi chậm là cuốn chậm, đi nhanh cuốn nhanh. Bám bên nào là lưng cua, võng ra là lưng cua. Và cái dễ hiểu nhất là rẽ trái thì bám phải, rẽ phải thì bám trái. Đi chậm cuốn chậm, đi nhanh cuốn nhanh. Rẽ trái bám phải, rẽ phải bám trái. Thế thôi. Tức là mình cũng là mở cua đó. Vâng, mở đúng rồi. Bám sát để mở cua. Để đít được không thì chém. Tức là mình giờ mình rẽ phải thì phải bám trái. Vâng. Đấy. Thì chính là mở cua. Mở cua. Đấy, ra đằng kia cũng lại rẽ phải bám trái. Vâng. Đúng rồi. Bám trái đây rồi để xe đi thẳng. Bám sát bên trái. Lại bám trái. Bám trái thì thò đầu xe mình ra đường á, ta cuốn được hết lá ra. Khi ta không bám thì cuối cùng lấn hết đường người ta. Vâng. Thế này. Đấy, như thế này, để cuốn hết luôn được. Hết sạch luôn. Ít rộng, tha hồ. Ta mở được cua thì nó đi. Vâng, đúng rồi. Đấy, như lại quan sát lên đèn luôn. Còn có vài giây thì không kịp, thì ta không ga, không biết được cả. Không cần ga, có khi lên không phải dừng. Đúng rồi, bình tĩnh. Có thể quan sát lên đèn là như vậy. Vẫn phải đỡ côn xuống, không kịp. Dừng lại. Qua vạch vàng cái là nó trừ 5 điểm lên. Vượt đèn đỏ rồi, bỏ phanh. Cứ định đi em phải bỏ trên phanh đã xong với đường nhả côn. Bỏ trên phanh sang trên ga. Nhiều ga lên. Đó, cứ đi đều đấy, không cần phải đi nhanh quá. Con gà là con đấy. Không cần ga to. Bài thi tiếp theo, bài thi ghép xe dọc vào nơi đỗ. Thí sinh gà. Cái thầy nuôi gà đấy. Gà còn bảo vệ. Đấy. Đi đều đi em. Đây lại rẽ phải, lại bám trái. Đây là chứ không phải muốn ga. Thoải mái, thế nhưng mà nó không cần thiết. Mình cua rẽ này, mình mớm ga làm gì em. Nhưng vào những chỗ cua là không trước là bỏ ga đúng không? Trước khi vào cua ta ngớt bớt chân ga. Đúng rồi. Thế đầu tiên em còn phi nhầm vào đây. Đấy, lúc tôi thấy ngồi trong kia đi thẳng anh em để cho người ta đang sinh. Nào đầu xe mình vào giữa cái đường lối để rẽ vào chuồng bắt đầu ta mới cuốn dần rồi em đến. cuốn dần cứ cuốn đều tay vào ngớt chân ga ra, đường nào ta phải dừng đợi kia thì động tác đầu tiên ta phải ngớt ra, thì sắp đến vạch vàng ta đạp hết chân côn trước, đạp hết xong bắt đầu ta mới phanh rồi dừng lại ngoài vạch vàng, trước vạch vàng giữ nguyên chân côn không được nới ra. À, cái trường này lại có một lùi cho nhà xe. Những trường khác có là hàng có B hai, là hai cái hai chuồng. Hai chuồng. Những hàng C có một chuồng. Vâng. Vì hàng C nó ít. Vâng. Do tùy từng nơi. Hàng C ở trường này mỗi một tháng nó có 40 người. B2 là nhiều hơn đúng không ạ? B2 nhiều gần 300. Thế? Do nhu cầu. Tổng số là 330 một tháng thì hạng D thì có khoảng 20 người, hạng C khoảng 40 người, còn đâu là hạng B nhà côn bỏ phanh nha, trước khi em đi em phải nới chân phanh nha, đánh ít thôi không cần đánh nhiều. Những người sang đến giáp ống hơi cửa trường bên kia thì em cuốn hết lá, nhưng mắt phải nhìn gương bên trái, cuốn không được ha, rồi cuốn hết lá, mắt nhìn gương bên trái, không cần nhìn đi đâu cả. Gần sang đến
đạp hết côn đi. Phanh. Rồi trả hết lái lại bên trái không mà số lùi. Gạt hết sang. Bỏ phanh, nhả côn thật chậm, bắt đầu lùi được. Còn nguyên 100 điểm. Chân... Đấy. Đấy, giữ chân côn lại, không nhả nữa thì nó khác đi chậm. Em hiểu không? Không được trả lại lái. Khi nào lùi vào song song với nhà xe thì em dừng lại. Đạp côn, phanh, trả lại hai vòng rưỡi. Nhìn này, nhìn này. Một vòng, vòng nữa lên. Rồi, cứ thế lùi thẳng vào. Giả lái cũng phải đúng đủ. Nhầm nữa là lạch xe, côn phanh, lại vào số 1 ra. Bỏ chân phanh, nhả côn từ từ, đầu xe ra, quá giữa đường, người ta mới cuốn lái bên trái. Rồi, cuốn nè. Nhả côn từ từ ra. Nhà lên đó, cứ lên thẳng đã, không được đi chéo. Em phải lên thẳng, lên đến đường rẽ của mình. Bài thi tiếp theo, bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Mình cuốn sớm quá ra kia cua nó khó. Nhà lái lên đã, chưa đến đường rẽ ta phải giả thẳng. Như thế này bắt đầu ta lại cuốn đều, đều tay. Muốn đâu nó đều quay về ngã tư có tín hiệu đèn gần lại tí cứ cuốn là ta giả rồi thôi vừa thôi á, gọi là giả lại khoảng nửa vòng thôi. Rồi thế này bắt đầu em thẳng lái đi luôn được, quan sát lên đèn. Em mình cứ đến gần ngã tư mình phải quan sát lên đèn, bật xi nhan trái, đầu xe vào giữa ngã tư thì rẽ trái. Đúng rồi. Chú ý không được lấn sang. Thế trả lái ra. Đạp đều ga lên. Ờ, thoải mái rồi. Nếu có 10 giây, 11 giây thôi. Vâng, rồi. Thế chỉ cần đi đều thế thôi, không cần thế đi. Thế là ngon, là... rồi, đấy một nguyên 100 điểm. Không cần thì phải đi nhanh lắm thôi. Quan trọng là đi đều đều tí. Vâng. Đây, nó lại nhảy lên này. Vâng. Nhìn đi, đi đến cái biển này. Vâng. Qua cái biển này khoảng 2-3 mét. Rớt ga đi. Chân để sẵn trên quanh. Cứ để cho nó đi. Qua lên được khoảng 2 mét. Khi nào nó hú thì em đạp hết côn phanh lại. Côn phanh, lý xi nhan. Nhớ, nhớ cái nút đấy. Bao giờ tút xong mới được tắt. Rồi. Nó hú là lúc nó đang làm bài. Vâng. Khi nó tút là nó nhận bài. Bài thi nhận tiếp bài theo. Xong mới được tắt. Bài thi tắt dừng xong xe, mới được chỗ đi. Có đường tắt chạy qua. Bài 8 qua đường sắt. Rồi. Thanh cản đằng trước, tổng cộng là sốc lại có... chớm và trắng. Thế tổng cộng nó có 11 bài thôi nhỉ? 10 bài đối với hạng C. 10 bài. Lái thẳng lái. Đi đều ga lên một khí tẽo. Đi bởi vì đi chậm phải lên giáp và trắng em được nào côn. Nếu nào côn từ xa là nó đứng lại mất. Rồi đạp hết côn, cứ để cho nó trôi. Vẫn cứ nới chân côn một tí, nới, cố gắng nới. Ô. Lại tăng lên số 2 á, về đến đây em phải lên số 2, khẽ ép. Rồi, bỏ chân phanh, nhả côn từ từ. Nhớ lên số 2 là hơi ép vào đùi mình một tí. Bài 3 này thì kéo vuông ra sau, không được lọc tay nở lên số 5. Mục đích qua là... cái bài bắt đầu tăng số này cái là bắt đầu nó bính bong thì em đạp hết côn kéo về đằng sau kéo vuông tay ra bính bong tay để sẵn luôn đi nhả hết trên côn miết mạnh ra thật mạnh rồi lại đạp côn khẽ cho xe dừng hẳn lại đi khẽ phanh rồi lên số mo xong lại khẽ ép rồi bỏ chân phanh nhả côn thật từ không được làm vội vàng. Chỗ này nó dốc nó lùi.
bao giờ cái đà quán tính khi là... phanh lại cái rồi, nhả rồi. Phanh cái đà quán tính nó giật trở lại. Vâng, vâng, quán tính. Giảm ga, cứ chuẩn bị có đường rẽ đằng trước mặt ta nên giảm bớt chân ga. Ta nới chân ga ra giá là. Chỗ này là chém vạch được thoải mái hả thầy? Rồi. Thế ok rồi. Không bây giờ được chém vạch chỗ ngã tư. Giờ tư rẽ phải thì được chém. Bài thi nhưng đuôi không được lấn bài đường. Bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển đầu giao thông. Đầu xe được chém thoải mái. Rồi. Nhưng mà rẽ phải thôi, còn rẽ trái đầu cũng không được chém. Vâng. Rẽ trái mà đầu chém vạch thì đuôi càng chém nhiều. Vâng. Vấn đề. Nên mà để ý xuống đường nó có mũi tên. Trên biển tròn xanh có mũi tên. Đấy là hướng đi bắt buộc phải theo. Cái này không kịp rồi. Rồi, nếu người đã có kinh nghiệm thì nhanh thì kịp. Ngay đến đây em cũng bám sát bên bên vạch chia đôi làn đường. Rồi, rồi đào côn phanh lại. Gọi là xanh hai đỏ ba, cứ còn có 2 giây, 3 giây ta nên dừng lại. Vâng. Còn đèn đỏ nếu đỗ xa vạch vàng 5 giây bắt đầu ta bỏ trên phanh và nhả côn từ từ. Tức là không được vượt đèn đỏ là được. Không được vượt đèn đỏ mà phải dừng ngoài vạch vàng. Đúng rồi. Tức là trước khi lên vạch rồi, vàng là đèn phải xanh. Bắt đầu em nhả côn từ từ. Chào. Bật xi nhan phải. Quang rồi cuốn hết luôn, hết sạch luôn em, nhanh tay, hết sạch luôn. Khi bắt đầu cuốn lái cái là em phải cuốn hết sạch, đi làn bên trái luôn càng thuận cho mình càng dễ. Giả lái luôn em, đi đều ga lên tí, tập trung vào. Đều ga lên, chân phải để bên chân ga, đừng có để bên chân phanh. Rồi, thẳng lái, lại bật xi nhan phải trước khi bài thi tiếp theo, lại phát nghe lên. Không được đánh lái nữa, đã chót đi sang phải rồi, không được đánh lái trái chúc nữa. Mừng bạn đã thi đạt phần thi đánh lái trái này ta đã tắt mất ngay được 100 điểm rồi này vấn đề